Chào mừng các bạn đã đến với chương trình podcast do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe Thảo Ngân chia sẻ về một bệnh đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt là ở trẻ nhỏ trong thời gian gần đây, đó là bệnh cúm A. Chắc hẳn nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng cúm A có phải là bệnh cảm lạnh thông thường hay không? Câu trả lời là không các bạn nhé. Trên thực tế, bệnh cúm là bệnh do virus cúm gây ra, còn bệnh cảm lạnh là bệnh do nhiễm nhiều loại virus ở đường hô hấp trên như mũi và họng của chúng ta. Và các bạn biết không, virus cúm có 3 loại virus cúm A, B và C, trong đó virus cúm A chúng ta thường hay nghe tới nhất. Virus cúm A lại có nhiều chủng khác nhau và được gọi tên từ hai kháng nguyên H và N có trên bề mặt của nó. Có 15 loại kháng nguyên H, từ H1 đến H15 và 9 loại kháng nguyên N, từ N1 đến N9. Những cách tổ hợp khác nhau của hai loại kháng nguyên này sẽ tạo nên các phân tuyếp khác nhau của loại virus cúm A. Một số phân tuyếp khá nổi tiếng của virus cúm A mà Thảo Ngân chắc hẳn các bạn đã nghe đến đó là H1N1, H5N1 và H7N9. Virus cúm A hiện nay đang lưu hành ở nước ta được phân thành hai nhóm, đó là virus cúm mùa có độc lực thấp và nhóm cúm A có độc lực cao như cúm gia cầm. Đối với cúm mùa, bệnh lây truyền qua đường hô hấp từ giọt bắn của người bệnh khi ho, hắt hơi hoặc qua tiếp xúc các đồ vật bề mặt bị nhiễm virus. Khi mắc cúm A, người bệnh sẽ có các triệu chứng như sốt, đau cơ, mệt mỏi, viêm lòng đường hô hấp, đau họng và có thể kèm theo các triệu chứng của đường tiêu hóa như buồn nôn, nôn, tiêu chảy. Thảo Ngân nhận thấy đa phần khi trẻ chỉ cần có biểu hiện sốt, mệt mỏi thôi là các bậc phụ huynh đã rất lo lắng và bối rối không biết phải xử lý như thế nào rồi. Do đó, hôm nay Thảo Ngân sẽ bật mí cho các bạn biết cách xử trí khi trẻ mắc cúm A nhé. Khi các bạn nghi ngờ trẻ có nhiễm cúm, chủ yếu chúng ta sẽ điều trị hỗ trợ cho trẻ bằng các biện pháp như là hạ sốt, bổ sung nước điện giải, tăng cường dinh dưỡng, vệ sinh mũi họng cho trẻ. Bên cạnh đó, bạn cần hạn chế cho trẻ tiếp xúc với các trẻ khác hoặc những người có cơ địa suy giảm miễn dịch, cho trẻ nằm trong môi trường thoáng khí, nhiệt độ mát. Thảo Ngân xin lưu ý các dấu hiệu nặng hơn cần theo dõi ở trẻ để đưa trẻ đi khám và điều trị tại bệnh viện ngay. Các dấu hiệu đó là khó thở, thở nhanh, lồng ngực rút lõm, tím môi, ly bì hoặc kích thích vật vã, ăn kém hoặc bỏ ăn, nôn nhiều. Mặt khác, Thảo Ngân cũng lưu ý các bạn không nên tự ý sử dụng thuốc kháng virus hoặc kháng sinh mà phải do các bác sĩ chỉ định sau khi đã thăm khám và đánh giá mức độ bệnh cho trẻ. Sử dụng thuốc không theo chỉ định của bác sĩ sẽ lợi bất cập hại nha các bạn. Qua cách xử trí Thảo Ngân vừa chia sẻ, các bạn thấy nhiều vấn đề cần lưu ý không nè? Do đó, để nhẹ nhàng hơn thì chúng ta hãy chủ động phòng bệnh, đừng để mắc bệnh các bạn nhé. Việc phòng ngừa cúm A cho trẻ và gia đình, biện pháp hàng đầu là tiêm vaccine cúm hàng năm. Biện pháp thứ hai để phòng bệnh cũng quan trọng không kém là tăng cường vệ sinh, bao gồm vệ sinh cá nhân như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi, vệ sinh nơi ở, nơi làm việc và học tập, lau chùi bề mặt, vật dụng bằng hóa chất sát khuẩn thông thường. Ngoài ra, cần tăng cường miễn dịch, uống đủ nước, tránh tiếp xúc với người có biểu hiện bệnh, đeo khẩu trang cũng là các biện pháp hiệu quả phòng chống bệnh cúm. Đặc biệt, chúng ta không nên tự ý sử dụng thuốc khi mắc bệnh mà phải tuân theo hướng dẫn của thầy thuốc các bạn nhé. Và các bạn ơi, với những chia sẻ vừa rồi, Thảo Ngân mong rằng các bạn đã có thêm cho mình những thông tin về bệnh cúm A cũng như cách phòng bệnh. Thảo Ngân vẫn xin nhấn mạnh, việc phòng bệnh là ưu tiên hàng đầu các bạn nhé. Bây giờ Thảo Ngân chuẩn bị đi tiêm vaccine cúm đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.